tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của người thì không bị lên án, những kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm không bị chê trách. Những kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy được thực hiện trong Thiên Chúa. Tại Los Angeles, ngày 8 tháng 6 năm 1996, viết về ông Sam Elson, một người đánh giày ở bãi đậu xe như sau. Sam Elson là một người đánh bóng. Với tất cả ý nghĩa của danh từ ấy, ông ta không chỉ làm cho bạn nhìn bảnh hơn ở chiếc đá đánh giày, mà còn giúp bạn cảm thấy thoải mái, vui hơn. Với vài đường đánh giày thật khéo, ông làm cho đôi giày cũ sờn của bạn trở nên mỏng lại. Và bằng mấy câu nói khéo, ông có thể khiến những luật sư hoặc những người buôn chứng khoán mệt mỏi trở nên hăng hái, vui tươi. Quản lý các hệ thống văn phòng Timothy Mathew nói: Bất kể màu da hay màu giày của bạn, Sam là một người bạn tốt của mọi người. Giám đốc công ty sản xuất máy photocopy film Canon thêm: Không có gì giả tạo nơi Sam. Trước sự giao tế niềm nở, cảm thông và đầy tình người của Sam Elson, nhiều khách hàng dù đã đổi đi xa vẫn lái xe đến với ông để được đánh bóng đôi giày và được làm cho tươi mát tâm hồn. Người đánh giày dễ thương ấy đã qua đời vì bệnh tiểu đường ngày thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 1996, và được an táng đúng sinh nhật thứ 59 của ông, thứ sáu, ngày 7 tháng 6 năm 1996. Trên giá đánh giày bỏ trống, khách hàng đặt những bó hoa tươi thắm ấp đầy thương nhớ. Họ kể cho nhau nghe Sam Elson đã làm tươi mát cuộc đời họ như thế nào. Sĩ quan cảnh sát John Bavetta trong điếu văn học ở tang lễ của Sam Elson đã khóc khi kể lại hàng trăm tập quán của Sam Elson. Trước khi chào từ biệt, ông đã nói: Bây giờ đến lượt hào quang của Sam được đánh bóng. Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã nói với Nicodemo: Ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm công Thiên Chúa. Chắc chắn tâm hồn của người đánh giày ngập tràn ánh sáng, nên ông luôn lan tỏa niềm vui chân thật và nét đơn sơ trong sáng. Cuộc đời mãi mãi là một thách đố. Chúng ta chọn ánh sáng bên này hay
hay bóng tối bên kia. Cuộc sống là một chuỗi những chặng lửa liên lụy giữa ánh sáng và bóng tối. Lựa chọn của người đời lại khác với lựa chọn của người con Chúa. Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sống. Vì hành động của họ xấu xa, người đời trốn chạy ánh sáng vì sợ hành động xấu xa của họ bị lộ tẩy. Ghét ánh sáng và thích bóng tối là thảm kịch của người đời. Vì con người sinh ra là để sống cho ánh sáng. Thiên Chúa không đào hỏa ngục, không xây ngục tối, nhưng chính tù nhân đã tự nhốt mình và nội tâm tâm tội. Ai từ chối ánh sáng của Chúa sẽ héo tàn trong bóng tối của chính mình. Có cách nào để ra khỏi bóng tối? Có lối nào để trở về với ánh sáng? Đức Giêsu đã chỉ ra một con đường duy nhất. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Nếu ngày xưa dân Do Thái đã tin tưởng nhìn lên con rắn đồng để được chữa lành, thì ngày nay tất cả những ai tin tưởng nhìn lên Đức Giêsu trên thập giá đều được ơn cứu độ. Thập giá là tột cùng của đau đớn nhục nhã, nhưng cũng là minh chứng tuyệt vời của một tình yêu. Tình yêu của Cha đã trao ban con một, tình yêu của con đã hiến dâng mạng sống. Tin vào một tình yêu như thế sẽ chữa lành những vết thương cuộc đời. Đức Giêsu đã từng nói: đức tin của con đã chữa con. Đức tin là thành phố trên đồi, là ngọn đèn trên cao. Thành phố trên đồi không bị khuất tầm nhìn, ngọn đèn trên cao soi sáng cả nhà. Đức tin trong sáng luôn sống động, không nằm chết trong lòng nhưng luôn tỏa sáng. Đức tin trong sáng luôn mang lại nụ cười, an bình và hạnh phúc. Đức tin như những vì sao lấp lánh lao sao trên trời cao thăm thẳm. Đức tin như những vì sao ngời sáng như kim cương trên ngực người tín hữu. Lạy Chúa, sống là phải chọn lựa không ngừng giữa ánh sáng và bóng tối. Xin cho chúng con đừng chỉ biết nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn nến sáng, để cả thế giới ngập tràn ánh sáng của Chúa.